Duy nhất một livestream ngày hôm nay các bác nhé. Máy cạo râu 4 trong 1 nhà em đang bán ra ngoài thị trường với giá là 400.000. Hôm nay tại livestream này em xin phép sale cho các bác. Bác nào đang xem livestream thì hoan hỉ nhanh tay để lại số điện thoại để có thể sở hữu em máy siêu phẩm này được chưa? Chỉ với bao nhiêu ạ? 249.000 một máy thôi, quá ưu đãi luôn. Nhà em mai lại miễn phí giao hàng toàn quốc, nhận hàng được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Ngoài ra bên em có chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi do nhà sản xuất. Được chưa? Các bác lưu ý cho anh nhé, giờ em sẽ giới thiệu sản phẩm này. Thứ nhất là đây là một cái dòng máy cạo râu, được chưa, hàng của Đức. Máy cạo râu này của bé em rất là đa năng luôn. Thứ nhất là nó có thể giúp cho các chị là có thể là dễ dàng dùng ké với các anh khi mà mình cạo lông tay lông chân, được chưa, đấy. Còn các anh thì có thể là cạo rất là tiện lợi, không cần đến bọt này, không cần đến nước này. Mình có thể cạo bọt, cạo nước hoặc là có thể cạo khô đều được, được chưa, rất là tiện lợi. Và kể cả cái kiểu dáng nó rất là thanh lịch nữa, mình hoàn toàn có thể cầm đi bất kỳ đâu, mình sử dụng rất là dễ dàng luôn, được chưa. Đi đây các bác nhìn thấy không ạ, cái sản phẩm này của bên em, máy cạo râu này là lưỡi kép các bác nhé. Em mở lưỡi ra cho các bác nhìn này, lưỡi kép này, được chưa, nó thực hiện theo chế độ đưa ngang, các bác nhìn thấy không ạ. Đấy, khi mà mình đặt qua cái màng lục giác ở đây nó có màng lục giác để bảo vệ da mình không bị sát thương. Mình đặt râu, đặt cầm vào đây để nó cạo, được chưa? Đặt cầm đây hoặc là để mình cạo râu. Thì khi mà mình đưa qua đưa lại như này thì những cái râu nó sẽ đi qua cái lục giác này để nó xuống dưới để có thể cạo trực tiếp được, được chưa? Đấy, còn ở bên trên thì nó được bảo vệ an toàn bởi cái lớp màng lục giác, được chưa? Khi mà mình có những cái râu dài hoặc là những cái lông tơ mỏng mà mình muốn cạo ấy thì mình hoàn toàn có thể sở hữu cái hoàn toàn có thể cạo cái bằng cái lưỡi đằng sau lưng, được chưa? Đây, mình đẩy lên cho em là các bác thấy không ạ? Đấy, mình cắt các chị là ngọt luôn, các bác nhìn cho em nhá. Đây, em sẽ đưa cho các bác nhìn này. Đấy, được chưa, các bác nhìn thấy cắt ngọt chưa? Đấy, đấy, các bác nhìn thấy cắt ngọt chưa? Đấy, cái lưỡi này cực kỳ là dễ cắt luôn, được chưa các bác ơi. Đấy, cho nên em nói là cái sản phẩm này mua một người dùng mà bốn người có thể dùng ké luôn thoải mái cho em, được chưa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, rất là tiện lợi luôn. Em cạo trực tiếp trên live này, các bác có thể nhìn thấy rõ nhất, được chưa. Đấy, tác dụng thứ nhất là cạo râu em đã giới thiệu các bác rồi. Em sẽ đổi chế độ này, các bác nhìn thấy không, khi đổi chế độ mình chỉ cần vặn ngược lại đây, các bác nhìn thấy không, chỉ cần vặn ngược lại nhấc lên, mình đổi chế độ khác cho em, được chưa. Tiếp theo là đến tác dụng làm massage trị liệu. Bình thường một cái máy cạo râu như này ở trên thị trường cũng phải bán ra với giá là bao nhiêu, nhìn trông nó đẹp thanh lịch như này của hàng của Đức này cũng phải bán ra với giá là 400-500 nghìn luôn các bác. Thế nhưng hôm nay tại livestream này các bác chỉ cần bỏ ra 249 nghìn, các bác được hẳn 4 máy trong cùng một máy luôn, các bác thấy không ạ. Đây, tiếp tục là massage trị liệu cho em này, được chưa. Khi mình đẩy lên này, các bác nhìn thấy không ạ. Đấy, công suất của nó cực kỳ lớn luôn, đặc biệt là đối với trong gia đình mà có người già hay là những ai mà hay mệt mỏi hay đau nhức xương khớp vai gáy thì nên sở hữu em này. Vì sao? Bởi các bác nhìn này, cái chế độ của nó cực kỳ là mạnh, cái máy cực kỳ là trâu thì mới có thể đưa được những cái máy massage đến từng chi tiết, từng cái chỗ đau nhức của mình để làm giảm thiểu. Cái này vừa là massage thư giãn vừa là trị liệu, khi mà mình đi làm về mệt mỏi có cái máy massage này quá là dễ chịu luôn, đặt vào vai gáy thì phê thôi rồi, không cần phải nói nữa, được chưa. Đấy, mà tất cả bốn tác dụng này mới có bao nhiêu, 249 nghìn, lại còn được miễn ship nữa thì quá là rẻ luôn rồi, được chưa. Vì sao cái máy này nó trâu như vậy? Thứ nhất là bởi vì là nó là sạc trực tiếp bằng cái nguồn điện 220V, được chưa. Công suất của nó 50-60Hz luôn, các bác có thể yên tâm tuyệt đối cho em. Và cái pin này có thể sử dụng tùy chế độ các bác nhé, tùy chế độ mình sử dụng trong bốn tác dụng này thì có thể sử dụng đến 8 tiếng đồng hồ. Và ngoài ra khi mà sạc pin mà mình đi đâu mà mình chưa kịp sạc pin thì mình hoàn toàn có thể mở ra để mình thay cái pin mới vào đây, thay pin tiểu vào đây là được các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn, được chưa. Đấy, khi mà mình chưa kịp sạc mình hoàn toàn có thể thay thế được. Và phải là cái pin cực kỳ là trâu, tức là cái máy cực kỳ là trâu thì mới có thể sở hữu để đưa được những cái thanh massage này được các bác nhé, lưu ý cho em. Tác dụng tiếp theo, tác dụng thứ ba của em đó là gì ạ? Tăng đơ cắt tóc các bác ơi. Đây, tăng đơ cắt tóc các bác nhìn thấy không ạ? Bình thường mua một cái tăng đơ cắt tóc là các bác cũng phải mất tầm độ 300-400 nghìn một cái tăng đơ, mà hôm nay tích hợp trong cùng một máy, được chưa, trong cùng một máy chỉ có 249 nghìn thì thật sự là quá là rẻ luôn. Vì bình thường nhà em đang bàn máy này là 400 nghìn, nhưng hôm nay em sale còn có 249 nghìn thôi, nên ai xem được livestream thì nhanh tay lại số điện thoại tại livestream này cho em các bác nhé, được chưa. Cái tăng đơ này nó có cái ngưỡng này thì mình có thể đẩy lên để xuống này, mình có thể căn ngưỡng cho cái này cùng trên cùng một cái máy luôn, rất tiện lợi đúng không ạ. Và khi mà mình sử dụng cắt tóc này, mình có thể cắt tóc cho các bé này, cắt tóc cho bất kỳ ai, kể cả các anh làm tóc chuyên nghiệp cũng hoàn toàn có thể sở hữu em này để cắt tóc, rất là tiện lợi luôn. Đây các bác thấy không ạ, em cắt rất là ngọt luôn, các bác thấy không ạ, đưa đến đâu ngọt đến đấy luôn này, các bác thấy không ạ. Đấy, rất là tiện lợi luôn, được chưa ạ. Đấy, rất là tiện lợi luôn, cắt củ tát luôn này. Đấy, mà an toàn tuyệt đối, không sợ là nó bị sát thương vào da, nên các bác có thể yên tâm tuyệt đối cho em, được chưa. Đấy, tiếp tục một tác dụng nữa của em nó là gì ạ, là máy cắt tỉa lông mũi các bác ơi. Cái máy này thì thật sự là dùng siêu phê luôn, vì sao nói thế ạ, vì nó chế độ quay, được chưa, quay tròn các bác nhìn thấy không ạ. Đấy, khi đưa vào nó là tốc độ cực kỳ nhanh nên nó không hề gây rứt lông mũi hay là không hề gây khó chịu, được chưa. Đấy, một
máy mà có đến 4 tác dụng siêu phẩm như thế này trong cùng một máy mà chỉ có giá bao nhiêu? 249.000, bởi vì nhà em đang bán ra với giá là 400.000, sale còn có 249.000 thôi. Các bác nghe không nhầm, em phát giá cũng không hề nhầm. Nhà em hôm nay còn miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Nhận hàng các bác sẽ nhận được một hộp hàng như trên này đây, các bác nhìn thấy không ạ? Và lưu ý cho em nhé, tên thương hiệu của nhà em là Lily, các bác phải nhận đúng hàng có vỏ là Lily thì mình nhận hàng, còn nếu không thì mình hoàn hàng lại cho em các bác nhé, được chưa? Đấy, hàng của bên là hàng Đức nên các bác có thể yên tâm tuyệt đối và bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng một đổi một nếu có lỗi do nhà sản xuất. Ngoài ra tại livestream này, một sản phẩm độc quyền nữa của nhà em đấy là cái lưỡi kép các bác nhé. Lưỡi này là lưỡi kép này, các bác nhìn thấy không ạ? Cái lưỡi kép này thì cái máy này các bác hoàn toàn có thể vệ sinh mà cắt bỏ ra để rửa bằng nước đều được, không vấn đề gì, rửa cái lưỡi này bằng nước không có vấn đề gì luôn các bác nhé. Đấy, khi mà mình thay thế cái lưỡi này thì các bác phải được thay thế, được chưa? Lưu ý cho em là sử dụng máy cạo râu thì mình phải có cái lưỡi thay thế này. Một lưỡi này mình có thể sử dụng từ 4 đến 5 tháng. Và sau 4 đến 5 tháng thì mình lên thay các bác nhá. Mình lên thay cho em cái lưỡi này. Cái lưỡi này bình thường nhà em đang bán là 50.000 một lưỡi như này các bác nhá. 50.000 một lưỡi thay thế như này. Nhưng tại livestream này, hôm nay nhà em xin phép truyền các bác mua thêm một lưỡi theo máy thì sẽ là 30.000, và các bác mua thêm hai lưỡi theo máy thì các bác chỉ mất có 50.000 hai lưỡi thôi. Đấy, quá là rẻ luôn rồi đúng không ạ? Đáng lẽ bình thường mua 50.000 chỉ được một lưỡi mà hôm nay thì rẻ được một nửa. Đấy, các bác thấy sướng chưa? Đấy. Lên đơn nhanh chóng để lại số điện thoại tại livestream này cho em các bác nhé, chỉ với 249.000 một máy, bên miễn ship toàn quốc, và các bác được mua thêm cái lưỡi cạo râu này với giá là rẻ bằng một nửa so với ngày thường em đang bán là 50.000 được hẳn hai lưỡi cơ. Đấy, lên đơn nhanh chóng để lại số điện thoại cho em các bác nhé.